Bạn trai sẽ ôm tỏ tình, cô gái khinh nghèo từ chối để rồi phải ân hận khi biết gia thế thật của anh. Đôi khi, đàn bà hay nghĩ đẹp thì có quyền, nhiều người cho rằng nhan sắc là tất cả. Nhưng trên thực tế, điều đó chỉ đúng với một số người, còn đa phần đàn ông sâu sắc họ đều chọn người phụ nữ, trước tiên phải đẹp nết. Vậy nên mới có câu chuyện dở khóc dở cười. Ngay cả anh xe ôm đầu ngõ cũng vậy, từ sau lần chở Ngân đi làm, anh ta bỗng thầm thương trộm nhớ Ngân lúc nào. Ngân thừa biết anh ta đã bị mê mệt bởi vẻ đẹp trời cho của mình, nên cô chảnh lắm, ngày nào ngồi xe cũng bắt anh lau sạch in xe và đội mũ bảo hiểm đẹp. Thấy Ngân ngày nào cũng vẫn xe mình, rồi kêu mình đưa đón về, Khánh lầm tưởng rằng cô đã ngầm ưng mình, vậy mới trớ trêu thay. Hôm đó Khánh chuẩn bị một bó hoa thật to, ý đồ tỏ tình với cô gái anh đón mỗi ngày. Không ngờ đang đứng ở đầu cổng thì thấy một chiếc xe hơi đổ xịt trước cửa. Trong chiếc xe quen quen, Khánh biết ngay đó là anh trai mình, nhưng không ngờ trái đất tròn như vậy, Ngân lại chính là nhân viên ở công ty gia đình Khánh. Bước từ xe xuống, Ngân tỏ vẻ sang chảnh, còn người đàn ông kia thấy Khánh thì há hốc miệng định nói gì đó, Khánh bèn ra hiệu im lặng. Anh ta cúi đầu, Ngân đỏ đảnh lên tiếng. Anh làm gì trước nhà tôi thế, đón khách đầu ngõ cơ à, nay vào tận nhà à, mà nay tôi đâu có gọi xe ôm. Người đàn ông trên xe sang trọng nói, ai vậy em? Ngân đáp gọn, à, tên xe ôm gần nhà chứ ai đâu anh. Khánh liền kéo Ngân, không lẽ em chỉ coi anh là một người xe ôm bình thường thôi sao? Không để anh bất thường, đừng động vào người tôi. Khánh ngậm ngùm đưa bó hoa có vài bông hoa hồng về phía Ngân. Anh muốn được đoàn làm bạn trai em đồng ý không? Ngân nhìn Khánh trợn trừng mắt. Anh điên à, em nói gì thế, chẳng phải ngày nào ngồi sau xe anh, em cũng nghe những chuyện anh kể rồi sao, anh tưởng mình đã tỏ ý, ngỏ ràng với em rồi mà. Ngân tức quá liền ném bó hoa xuống đất rồi kéo anh giám đốc lại. Này, nói cho anh biết nhé, thấy tôi hiền rồi tưởng tôi ngu sao, nghĩ gì tôi lại yêu một thằng nghèo rớt như anh, và thế này này, trông anh như cái dẻ rách. Nhìn từ áo vét của anh giám đốc áp sát người anh vào người mình, Khánh cúi gằm mặt. Vậy là anh đã ảo tưởng sao? Ngân ghé sát tai Khánh. Anh ngốc lắm, anh cho tôi ngồi xe không lấy tiền tội gì không ngồi, cứ anh đi khiến mấy con công nhân bên đường kia kìa. Thôi đi, tiếng quát to khiến Ngân và Khánh giật mình, thì ra là vì giám đốc của cô. Anh sao đấy à? Vì giám đốc để nhảy Ngân ra rồi cười. Xin giới thiệu, thằng sâu nghèo rớt này là em ruột của tôi. Anh đùa sao? Em đúng là rảnh thật, công ty đang cả núi Việt bắt anh giải quyết một mình, bày ba cái trò đóng giả người nghèo để tìm tình yêu đích thực. Giờ thì sao, cô ta mới vào công ty mấy hôm đã cò cưa anh rồi đấy. Em cứ nghĩ cô ấy thích em. Nói rồi anh quay sang Ngân. Từ mai cô nghỉ việc, cô nhân viên như cô bên cạnh tôi cô cũng thấy sợ. Thằng Khánh nó về đấy làm giám đốc chắc cô cũng không muốn làm đâu nhỉ. Ngân ú ớ giải thích nhưng không còn ai nghe cô nữa. Thế là trong nháy mắt Ngân vừa mất việc, vừa mất người chở đi làm miễn phí, lại mất luôn cả anh giám đốc đàn thà thính dở.